Bên ấy nó sụp nhanh lắm, nó sụp một lần là mười mấy phút. Có mà không có đem về. Bên của máy cũ á. Nhờ chạy à? Tẩn hả? Mương đúng không? Nó sao quả nó rung. 80S rồi nè. 82S rồi nè. 86 rồi nè. Nhìn đắt á. Hai chí cái đoạn nó chừng bằng nhau à. Phải không? Kia nó lớn bánh luôn rồi. Một leo 4 với thằng trăm chẳng. Không, hai thằng như thế là thằng chục nào cũng 70 nữa. Thằng này. Ơ này 70. Nó 75 cho lên mới 1 leo 4. Cũng gì 804505 á. Gì 06. 05 nó mới 1 leo 4. Bàn đặt anh bà là anh bò cho đâu dám qua luôn được. Qua đó bên kia có chiếc Fiat này kìa phải không? Đâu? Đây nè. Nó Fiat, Fiat. À, cái chiếc nó đậu trên bờ hầm á. Phải không? À, cò đứng trắng hết kìa. Mầm bầm 8. Cái ông đợi hàng ông giờ lên đằng kia phải không Nam? Ờ, trăm cái xăng làm gì thấy không? Trăm này ở kia sửa máy. Ừ. Rồi tay qua đây trước. Nói cho nó lúng dữ trời. Chạy đâu vậy? Chạy không có gì đâu quên. Ừ, chạy không rồi.